xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cơ sở khuôn chậu tiên sẽ tháo cái bộ tròn, đây là tròn như ABS được kính rộng 60cm nhé. Hiện tại thì bộ khuôn này là bên nhà máy sản xuất là họ chưa sản xuất chân, mới có khuôn chậu đâu. Để xui tháo tấm đáy thì ta sẽ kê cái phần đáy chậu lên hai viên gạch cho nó hẫng cái chỗ phần này ra thì ta tháo nó sẽ dễ hơn. Nên với kích thước đường kính rộng 60cm này nó rất là phù hợp với những cái cây cảnh phục vụ trong dịp Tết như là cây mai, cây đào hay là cây quất này. Hiện tại thì bộ tròn 60 này nên nó mới chỉ có họa tiết là cây mai thôi nhá. Thời gian tới nó sẽ thêm họa tiết cây tùng. Khuôn có thể nói là rất là dễ tháo. Phần khuôn tháo ra rất là sạch sẽ, rất là dốc khuôn. Để phần hoa văn thì nó giống y như bộ tròn 70, cũng rất là sâu, rất là nổi này. Khuôn tháo ra là hầu như là cái mơ vi của nó là rất nhỏ, không đáng kể nhé. Độ dày vừa phải, 4 lỗ thoát nước. Đó. Cơ sở nào có nhu cầu sở hữu bộ khuôn tròn đường kính rộng 60 này thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở khuôn chậu Tiên Yên theo số điện thoại ở trên màn hình. Nhân tiện cũng giới thiệu với các bác là bộ bát giác 75cm nay đã sơn xong rồi. Hiện tại bát giác 75cm có một số mẫu hoa văn như là chữ thọ. Đây, hoa văn chữ thọ đây, nổi rất là sâu, rất là rõ này. Và mẫu hoa văn hoa mẫu đơn. Đấy, hoa mẫu đơn này, chữ thọ này. Và một mẫu chữ rất là đẹp, rất là nổi đó, chữ tài lộc nhá. Tài lộc lồng với nhau đây. Đấy, cái chân này thì được sản xuất từ chân nhựa ABS có lòng trong nhé. Đây là bộ bát giác 75, hiện tại thì cả chậu cả chân là đều đã có lòng trong rồi. Đó, giới thiệu tiếp bộ chậu hôm qua vừa mới sơn xong, đây là bát giác 60. Đây, bát giác 60. Họa tiết là tùng và cúc. Đó, đây khuôn bát giác 60 đây. Vừa mới tháo ra khuôn bát giác 60. Hoa văn tù cúc đây. Bát giác 60 nó khác bát 75 là mỗi tấm như này nó có hai cạnh luôn. Đó, video tháo khuôn chậu tròn đường kính rộng 60cm xin phép dừng đây. Nếu bác nào có nhu cầu muốn mua cho mình một vài bộ khuôn về đúc chơi hay là phục vụ cơ sở sản xuất kinh doanh chậu cảnh của mình thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở khuôn chậu Tiên Yên theo số điện thoại được ghi ở trên màn hình. Lưu ý tất cả các đơn hàng đều được cơ sở khuôn chậu Tiên Yên là miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Các bác điện thoại đặt hàng này không cần phải hỏi thêm là bộ này là bao nhiêu tiền phí ship nhé. Tất cả các đơn hàng là đều được miễn phí ship. Và video
xin phép là tạm dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.